ngoại hình thì không quan trọng, càng đen càng tốt. Hả? Sao vậy? Đi cắt tôi à, bên đây cắt tôi. Trời ơi, chết rồi. Đen đen giống anh, giống chú Huyền Linh hay là đen hơn cũng được. Tại vì đen đen nhìn nó men men chứ không có yếu đuối chị. Vậy hả? Dạ. Cô này cũng lạ ghê nha. Xấu xấu cũng càng tốt. Ủa gì cái vậy? Đũa tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài chị. Ôi chào con. Cô này ngộ à? Dạ, có tìm người yêu xấu xấu càng tốt là sao ta? Dạ xấu xấu khỏi giữ luôn. Khỏi giữ luôn con hả? Ta phải giữ mình á. Thích đen, thích xấu thôi rồi chưa giờ mới thấy cô này lạ. Dạ mà cổ nó thích hôi nữa tôi chưa. Dạ không. Ở dơ. Dạ không. Sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Nãy giờ yêu cầu sao giống quá vậy? Kia giống. Đen xấu lắm hả? Xấu quá. Đen thùi lùi, đen như cục than. Chú có lúc chú cái mặt chú đen như cái đít chảo luôn vậy đó. Gì mà dữ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Thị Kim Liên. Năm nay em 27 tuổi. Em làm việc là hiện tại là ở Bình Dương. Làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng chị. Nhà em thì ở Đồng Nai. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh. Em chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Quang Vinh. 29 tuổi. Em ở Bến Tre. Nghề nghiệp của em là giáo viên. Chà, giáo viên dạy về gì? Dạ giáo viên dạy về thể dục. Vậy ở quận nào? Dạ em dạy Gò Vấp. Cũng ấn tượng quá ha. Dạy thể dục chắc khỏe lắm ha. Khỏe. Trời ơi. Mình đến đây để tìm một người yêu như thế nào, bạn có thể chia sẻ luôn. Ngoại hình thì không thành vấn đề. Quan trọng là cao hơn 1m50 là được rồi. Đừng có hung dữ. Gái mà hung dữ hả? Nhậu nhẹt hay là ăn chơi nhiều quá? Nhậu nhẹt ăn chơi sao có không? Trời ơi. Gái chắc ít con này lắm, không sao đâu. Có không em? Dạ đi chơi thì có, còn nhậu thì không chơi. Mình có những cái ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn trai bên kia biết luôn em. Ưu điểm của em là em nấu ăn ngon, ca biết hát. Rùn quá chị ơi. Hít thở, đâu có gì đâu rung. Hay là mình hát bài đi cho hết rung nha. Dạ. Em đi trên cỏ non mông ôm đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nón lá chân rụng rè qua nhịn cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành sâm nhà tranh. Em qua mấy sông vượt mấy đèo, dấu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặng lội về thăm. Dạ hết rồi chị ạ. Hết rồi. Bài ta vui quá, hát xong nó buồn hiu rồi trời. Em gái muốn tìm một người yêu thế nào? Ngoại hình thì không quan trọng. Càng đen càng tốt. Hả? Sao vậy? Đi cắt tôi à, bên đây cắt tôi. Trời ơi, chết rồi. Đen đen giống anh, giống chú Huyền Linh hay là đen hơn cũng được. Tại vì đen đen nhìn nó men men chứ không có yếu đuối chị. Vậy hả? Dạ. Cô này cũng lạ ghê nha. Xấu xấu cũng càng tốt. Ủa gì cái vậy? Người ta nói đũa tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài chị. Ôi chào con. Cô này ngộ à. Dạ có tìm người yêu xấu xấu càng tốt là sao ta? Dạ xấu xấu khỏi giữ luôn. Khỏi giữ luôn con hả? Đúng rồi. Ta phải giữ mình á. Thích đen, thích xấu thôi rồi chưa giờ mới thấy cô này lạ. Dạ mà cổ nó thích hôi nữa tôi chưa. Dạ không. Thích ở dơ. Dạ không, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Dạ. Nãy giờ yêu cầu sao giống quá vậy? Kia giống á. Đen xấu lắm hả? Xấu quá. Đen thùi lùi, đen như cục than. Dạ. Chú có lúc chú cái mặt chú đen như cái đít chảo luôn vậy đó. Gì mà dữ vậy? Thôi trời chứ nào, không đến nổi gì đâu. Bây giờ con không thích gì ở người đàn ông nào? Tính gia trưởng, tính toán tiền bạc, yếu đuối giống như là không có quyết định trong mọi việc á. Ý là hút thuốc thì phải có chỗ nơi quy định á, đừng có hút mà để giống như ra bay, phía, bay ra phía sau người ta ngồi phía sau á, hay than vãn về vấn đề tiền bạc á. Dạ. Đúng rồi. Rồi. Bạn gái nói vậy á, em có vấn đề nào không? Dạ không hút thuốc. Ừ. Có mượn tiền không? Dạ có. À, gì vậy? Có than vãn. Hàng tháng thì nhiều khi tiền lãnh lương chưa kịp thì em mượn bạn em cũng xài. Mượn thì phải than vãn. Trời ơi. Cũng đen dữ quá ha, trời ơi, đen hơn Huyền Linh luôn. Nhưng mà đâu có đầu xấu quắc đâu mà anh nói em tưởng đâu. Trời thôi, đây người ta đẹp trai, ta có duyên. Lỗ mũi cao như cái dừa vậy đó, thấy không? Dọc dừa luôn đàng hoàng. Đầu y như cái mũ dừa ấy. Ủa sao tóc con hết lạ, ta quên giờ mới nhớ đó. Con tóc lạ vậy. Em ra tiệm em kêu hết cao lên vậy được rồi. Kiểu này ở dưới quê mà Bến Tre ta kêu là mũ dừa nè. Thầy giáo thể dục ha. Ừ. Chắc chắn đen ha. Tiền bạn gái không được nha. Dạ quá. Phải cho bạn gái tiền. Dạ được. Đúng. Bắt tay. Tôi thích mấy người đàn ông vậy lắm á. Đó. Bây giờ cái mối tình này cũng xa nè. Giờ bạn nữ giả tỷ nhưng mà mình tiến tới hôn nhân được thì bạn có lên thành phố hay hoặc là bạn về Bến Tre theo bạn nam hay không? Dạ nếu như mà em tìm được công việc thì em sẽ. Bạn làm trong văn phòng về gì? Dạ em làm bên xuất nhập giấy tờ chị. Đi nơi khác định cư miễn là tốt cho công việc là được đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi vậy bạn trai yên tâm nha. Dạ. Bạn nam đi với ai? Dạ em đi với bạn thân em. Bạn thân. Thân cỡ nào? Dạ thân được 10 năm. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Chào quý vị khán giả.
Em tên Học là bạn thân của bạn Vinh. Bạn nữ này cũng dễ nhìn, cũng xinh, người cũng được anh. Cũng được hả? Bước đầu nhìn thấy cũng tốt anh. Cũng tốt ha. Dạ. Bạn nữ mình có đi với ai không? Dạ em đi với chị gái em với bạn thân của em. Chị ruột hả? Dạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Mọi người trong thính phòng này. Em thấy bạn nam này cũng được, cao ráo, đen chắc, giống ý của em. Em dạ. Cười cũng dễ thương, cũng dễ gần. Chứ không phải như là kiểu như người ta là khách sáo này kia. Rồi em nói hứa gì với chị trước đi để bạn gái cứ yên tâm đi. Trước mặt chị, trước mặt chương trình thì em xác định là lên chương trình tham gia thì quen, nếu được thì sẽ cưới luôn. Em chị là nó rất là nghiêm túc, tính nó là quyết đoán lắm, như là con trai vậy đó. Nó không có phải mà yếu đuối đâu, cho nên là những ai yếu đuối là nó không hợp với nó đâu. Mạnh mẽ, thầy về thể dục mà, thể dục cầu lông đúng không em? Dạ. Tướng tá thì mạnh mẽ đó, nhưng mà không biết ý chí có mạnh mẽ hay không. Không. Bây giờ hai bạn tâm sự với nhau nha. Ừ. Những cái ý gì nãy giờ mình còn gút mắt, mình chưa có giải đáp được thì mình nhân cơ hội này mình hỏi liền. Kéo màn lên. 2 phút nha. Các bạn có 2 phút để trò chuyện, bắt đầu. Đủ đen chưa? Rồi em đẹp em có quyền nói trước. Dạ hồi nãy em nghe anh nói là cái tiêu chuẩn bạn gái của anh á là cao trên 1m50 á. Mà hiện tại là em cao có 1m50 có được không, ý anh không? Thì trên 50 trở lên là được rồi em. Vậy hả? Nhìn em là em thấy rất là xinh. Nhưng mà cái gì đầu tiên là rất là có cảm tình. Dạ em cảm ơn. Ví dụ nếu mà anh và em quen nhau lâu dài thì em có thể lên Sài Gòn làm được không? Dạ nếu mà em tìm được công việc thích hợp thì em sẽ lên. Hiện tại là cái khoảng đường của em với anh xa nhau vậy á, thì anh có thể có thời gian đi xuống để hẹn hò hay không? Anh dạy từ thứ hai tới thứ sáu, đến 7 chủ nhật thì anh dạy có buổi à. Còn lại là rất là rảnh. Cái này anh có hay đi chùa với là anh có ăn chay được không anh? Đi chùa thì anh ít đi, nhưng mà anh tin tưởng về cái đạo Phật. Tại vì em không có ăn mặn, em ăn chay. Anh thì cũng hay tin vị đoan. Anh có hay đi xem bói không anh? Xem thì một năm xem một lần, coi năm đó mình vận may hay là về cái vấn đề làm ăn mình thế nào. Thầy bói nói em năm nay sao? Năm nay có đám cưới gì không? Ừ. Dạ năm nay em không có đi coi. Có coi tuổi hợp bằng nữ tuổi nào không? Thầy không cần coi, em biết. Ủa em tự coi luôn hả? Vậy em hợp với bằng nữ tuổi gì? Nếu mà hợp thì 87 cũng được nè. 90, 93, 94 gì đó, 95. Em không có nằm trong mấy cái anh nói. Bạn này đã biết rồi, tôi tị. Dạ, hợp anh, không? Anh tuổi mèo. Anh tuổi mèo. 87 rắn hợp mà. Dạ, em đâu nói không hợp đâu. Ừ, mèo với rắn vườn qua vườn lại, vườn qua vườn lại gì nè, được. Cuối cùng mèo chết chắc vậy anh? Đâu có, chưa chắc à nha. Chưa chắc con mèo chết đâu á. Còn bạn gái, thầy bói nói gì rồi, nói sao? Dạ, thầy bói nói năm sau lấy chồng. Mà không biết lấy ai thì em không biết. Thầy bói có nói người đó đen trắng gì không? Có, hình như nói đen đen cong cao mà em biết phải không? Bây giờ thêm một cái này để bạn trai chứng minh cho chị của bạn gái thấy là mình mạnh mẽ nha. Bạn trai có đem theo quả bóng, mình thể hiện ơi thầy giáo dạy thể dục. Chung là anh thì thể thao thì môn nào anh chơi cũng được, nhưng mà nó không hay lắm, nằm ở dạng tương đối là khá. Dạ như cho em xếp được tướng bóng để thể hiện là em là không em thật bóng. Sự em chơi thể thao. Em xin phép chị là em để tân bóng để chị thấy em không có bóng. Rồi xong, mất bóng. Đó 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 đó. Sao tu đích vô mặt bạn gái vậy đó? Được không em? Dạ được. Để đỡ cho em được không? Hay sao em? Dạ thấy thì được. Nãy giờ em nói chuyện với bạn gái, em biết bạn gái tên gì không? Dạ tên Liên. Nhớ bạn trai tên gì không? Dạ em xin lỗi em quên. Trời ơi. Em không nhớ. Anh tên đen. Dạ cho em hỏi lại anh tên gì vậy anh? Anh tên Vinh. Vinh. Giờ được chưa? Giờ quyết định bấm nút được chưa? Vậy đi. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, nãy giờ mình nói chuyện vui để có thể hiểu nhau hơn. Nhưng khi đến với tình yêu thì chúng ta suy nghĩ thật kỹ trước khi bấm nút các bạn nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian.
có bóng rồi ha. Ví dụ không vô luôn rồi sao? Dạ thì em nói em có bóng. Dễ thương mà, nắm tay nhau đi. Cặp này được nha. Người trắng tươi, người đen thùi lùi. Giống như bảng bảng đen với phấn trắng vậy ha. Không mà gì mà hợp đấy. Không bạn gái một cái đi. Sao không sao? Không đờ, đồng ý không quý vị? Nào. Xin chị gái, xin chị gái chứ. Có chị gái không xin gì chứ. Cảm nhận sao? Dạ. Nó lần lần sao? Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời. Rất là dễ thương và rất là năng động. Em tên gì? Em tên Yết, em 23 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng, đang ngành xuất nhập khẩu. Xuất nhập khẩu là công ty em nằm ở đâu? Dạ, ở quận Bình Tân ạ. Quận Bình Tân. Chúng ta chờ xem chàng trai chúng ta làm cái gì ở đâu. Xin mời. Mời bạn ngồi. Bạn tên gì? Em tên Tuấn. Tuấn. Bạn bên kia tên Yến. Bạn bao nhiêu tuổi? Em 29 tuổi. 29, bạn bên kia 23. Bạn làm nghề gì? Em là trưởng phòng kinh doanh cho công ty ba lô túi sách. Trưởng phòng kinh doanh, bạn bên kia làm xuất nhập khẩu. Ba lô túi sách có làm cái túi bạn mang không? Dạ có. Hôm nay bạn biết rằng cái cuộc gặp hôm nay cũng rất quan trọng đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng lý do tại sao bạn không có gọi là make up lên á, quần áo cho đẹp xíu đồ bé? Em nghĩ là cái bề ngoài nó không có quan trọng, cái hình thức bên ngoài không quan trọng, quan trọng là cái cách mình đối xử và cái cách mình giao tiếp với nhau nó quan trọng hơn. Giống như bắt nhỏ vậy. Nghĩ nhiều lúc ấy mình đi mình có thể bỏ như khăn giấy gì trong túi, hoặc là những lúc mà bạn gái mình cần mình có thể lấy ra mình đưa cho bạn gái mình cũng được. Có ai nói bạn là có cái đầu rất là lạ không? Dạ hầu như mà bạn là bạn bè em mà gặp em thì ngay lập tức mở cửa miệng đầu môi ra là đúng quăng. Dạ. Mà tóc dài không? Tóc dài lắm. Dài, tóc rất là dài. Bữa nay nhăn mặt rồi nè, bữa nay nhăn mặt rồi nè. Em thích con trai tóc ngắn. Gọn gàng. Nhưng mà bây giờ chị hỏi em nè, chị nhìn thấy em thì rất là năng động, rất trẻ trung. Chị nghĩ em cũng rất là hoạt bát, nhưng mà tại sao em không có bạn trai là chị không có tin? Em cũng gặp nhiều bạn nhưng mà không có hợp cái tiêu chuẩn của mình. Phải cao hơn em rồi là em cao mét nhiêu? Em cao 1m7. Rồi vậy em muốn người ta cao nhiêu? Muốn người ta phải cao 1m7 thôi. Lên trời ơi, mẫu bạn trai của em như thế nào? Mẫu bạn trai của em như em nói là thân hình phải săn chắc. Rồi săn chắc là sao? Da ngâm đen, nhìn manly, mạnh mẽ. Bên đây đen thùi lùi luôn. Con trai thì phải mạnh mẽ, quyết đoán. Bên này quyết đoán lắm, lên trưởng phòng rồi đó. Quyết đoán nữa lên chuẩn bị lên phó bóc rồi đó, bóc giờ. Rồi phải biết tinh ý một chút, biết người khác buồn hay vui á, phải cảm nhận được. Không, bên đó tinh ý, đi có đem theo khăn giấy, hãy em khóc là đưa qua liền. Em thích cái đó. Còn tiêu chuẩn của bạn là như thế nào? Đối với em thì một lượng gái dễ thương, hiền dịu, khuôn mặt thì hình trái xoan. Trái xoan, bên kia trái dừa. Bên này trái mít. Bây giờ em có yêu cầu đặc biệt gì về người bạn trai của mình không? Người bạn trai đó phải yêu động vật, đặc biệt là yêu chó. Gì vậy, về phụ em nuôi chó hả? Tính nuôi chó không? Đúng. Dạ, nhà em có tính là tới giờ chắc cũng khoảng là 7 con rồi anh. Trời, đúng luôn, 7 con chó luôn. Nếu bây giờ chọn bạn, chọn người yêu của bạn, làm chung cơ quan của bạn, ông quyết điều đó, người yêu bạn không nghe thì sao? Đó là lý do em không chọn người yêu cùng công ty. Hay. Trả lời rất là quyết đoán, thành rất là nhanh nhẹ. Hồi nãy giờ em nghe hai bên nói chuyện thì em thấy là hình như là rất là nhiều điểm tương đồng, rất là tương thích với nhau. Nhưng mà vấn đề quan trọng là có được cao hơn 1m7 hay không đó. Khoan, để anh hỏi chúng tôi, cái bạn này coi, bạn có thần tượng ai mà muốn người yêu của bạn giống ai không? Thì về thần tượng thì em không thần tượng về ai hết, nhưng mà nếu mà nói cái nét mặt đơn giản giản dị giống như là Thảo Hugo chẳng hạn. À, Thảo vẫn con đã lớn khôn á hả? Dạ đúng rồi. Kìa, qua tới. Để dài chút xíu đi, chị làm thẩm mỹ là chị dũi tóc cho. Em đứng lên thì coi coi được cao hơn 1m7 không? Thì nhón lên tí.
Ngồi này chắc không tới rồi. Máy 67 hả? Dạ. Tôi đoán trúng bóc rồi, tôi nhìn là tôi biết máy 67 rồi, tôi chuyên đi đo hàng rồi. Tôi đi được rồi. Thiếu 3 phân. Thiếu 3 phân là em ơi, chưa kể em mang giày. Đó, bây giờ em tính sao đó, em tính với chị đã thấy chị làm được rồi đó. Được rồi. Để em kêu đúng tên nha. Chào bạn. Thấy là biết người mẫu rồi. Bên kia muốn mặt giống giống Thảo Hugo, cái này mặt cũng xinh ha. Còn bạn muốn bạn trai bạn giống diễn viên nào không? Giống anh Quyền Linh không. Giống Quyền Linh hả? Bên kia cũng hơi giống giống đen đen á ha. Rồi để xem được giống Quyền Linh không nha. À bạn coi giống có giống Quyền Linh không? Thì cũng giống rồi nha. Nhưng đeo cái vỏ tôi không thích nha. Mà muốn mình đi hẹn yêu tóc quăng mà dài tới đầu gối luôn đó. Rồi thật nha. Chúng ta sẽ gặp nhau 2 phút, các bà sẽ quyết định xem có đồng ý hẹn hò hay không. Màn đâu kéo lên. Nôn lắm mà tự xoay luôn, tôi đâu cần xoay ghế đâu. Đó, thấy chưa? 2 phút bắt đầu. Chào em. Chào. Em hiện giờ em đang ở đâu? Dạ em đang ở quận 1. Quận 1. Anh thì đang ở quận 12. Nhiều quá thôi hả? Để ba cái chữ dằn. Đến luôn. Ngồi nuốt nước miếng không ngồi ơi. Rồi sao tính vốn mắt nhìn nhau rồi cả hôm nay sao bị trợn? Ta đã qua 30 giây chưa nói gì đó. Không biết là sau chương trình này thì anh có thể mời Yến đi xem phim được không? Dạ được ạ. Sao mà anh mang cái vỏ bự quá vậy? Thì nó cũng không có bự lắm, mình bỏ đằng sau. Nó gọn. Thì... anh có gì? Giống muốn lộn quá trời. Hết thời gian rồi, nói đi. Trời ơi, cơ hội. Đừng dụng gì chứ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đến để quyết định hẹn hò không hẹn hò. Dù có hẹn hò hay không đồng ý hẹn hò, các bạn vẫn được đến với vòng quay số may mắn với những sản phẩm từ Toshiba. Mời đặt tay ra phía sau. 3 thì tốt nhất là mình nói thật ra, đó cũng là một cái cơ hội cho mình. Chính xác, rất là mạnh mẽ. Có phải em không chọn bạn trai cái bên bị thiếu 3 phân không? Dạ em nghĩ cái ấn tượng đầu tiên nó quyết định. Khi mà em nhìn ảnh thì em nghĩ là có thể là làm bạn hợp hơn. Bạn Tuấn có buồn gì đó? Thì buồn chút chút nhưng mình đừng có lòi ra nhiều quá. Đừng lòi ra. Nghĩa là bạn có buồn nhiều, bạn không lòi ra. Có buồn mà kèm lại, giấu vô. À, cảm ơn các bạn. Các bạn và mời các bạn chờ một tí để chúng ta tham gia vòng quay may mắn từ nhãn hàng Toshiba. Thấy chưa? Đó, có mất mát gì không? Tại cái vỏ này nè. Mời các bạn chờ đến vòng quay may mắn. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Mời bạn. Em tên gì? Dạ em tên là Oanh. Oanh. Kim Oanh. Kim Oanh. Oanh dạ. Đang làm gì nè? Dạ em đang học đại học năm tư. Năm tư là cũng 22 tuổi rồi đúng không? Dạ. Sao thấy có chút ghét gì thiếu ăn hả? Thì sao hôm nay phong cách lại vậy? Bình thường em cũng vậy hả? Dạ bình thường em mặc y như vậy đi học. À. Ban biên tập bảo em là em mặc đồ sao em thấy thoải mái và tự tin nhất. Vậy là tự tin nhất là đúng không? Dạ. Ok, chị sẽ tôn trọng ý kiến của em. Chúng ta thử xem cạnh tay chúng ta ăn mặc như thế nào nha. Xin mời. Chào bạn. Gì vậy? Gì mà chỉ chọn tôi vậy? Trung hậu. Dạ 24 tuổi. À, hiện đang là kỹ sư bảo trì máy bay của công ty Vietjet Air. Bảo trì máy bay. Dạ. Wow, hiểu nha. Tức là máy bay hư sửa. Dạ đúng rồi. Hư cũng sửa. Dạ đúng rồi. Đúng em là đảm bảo quy trách nhiệm về an toàn kỹ thuật của máy bay.
khi đại học là em học trường đại học Bách Khoa. Máy bay thì đôi khi cũng sống trên mây không à? Thật chắc thì tụi em làm gì dưới đất không à? Không có lên, không có lên. Không có lên trời. Dạ, đúng rồi. Vì sao máy bay đang bay một phần sữa, bay đáp lên từ cái sữa nhanh lên. Nói thường thường như trời. Tôi sẽ hỏi cụ thể bạn bảo trì máy bay là như thế nào? Sửa cánh máy bay, đọc máy bay, máy bay là như thế nào? Dạ đúng rồi, sửa tất cả máy bay luôn. Chẳng hạn ví dụ như là bánh khi mà bị mòn thì mình thay. Vừa rồi đừng có máy bay rớt cái bánh ra ngoài đó. Bánh bảo trì làm sao? Cái đó không phải của em. Cái ngày mà bạn nghỉ thì bạn làm cái gì? Thì em cũng đi chơi đá banh với bạn bè, với những đồng nghiệp trong công ty. Mà có đủ được bạn bè nhiều thì em đi chơi, đi phượt. Còn em bình thường thì những lúc rảnh rỗi ngoài việc học thì em đi đâu, làm gì? Sở thích của em? Dạ, em thích ăn kem. Gì vậy? Em thích ăn kem. Mà sao? Em về nhà không mà, em ở nhà với mẹ. Ở nhà với mẹ hả? Dạ. Rồi chơi bạn bè đồ đông không? Dạ, cũng đông nhưng toàn tham gia. Hôm nay có ai theo vũ mình không? Dạ, có, rất là nhiều. Đâu, rất nhiều đâu, ai đâu. Nè, dạ. Tôi thấy cái bảng kìa. Cái gì đưa cái bảng trong đó. Hẹn hò đi quanh. Trời ơi, ủa là sao bất chấp hết là sao vậy quanh? Em không biết. Em không biết hả? Mà chị thấy em với Dảnh hồn nhiên quá, đủ tuổi yêu chưa vậy trời? Thấy cái bảng là thấy bên đây mừng rồi. Sao bất chấp hết, hẹn hò đi quanh. Bạn em cũng nói em vậy á. Bạn em nói em sao? Bạn em nói em là chưa chuyển từ con nít qua người lớn. Chưa chuyển từ con nít qua người lớn. Là đang còn lưng chừng lửng đó hả? Trời ơi trời. Hồi đó giờ đã yêu lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Vậy lần này tới đây là tìm cảm giác mới lạ phải không? Lần đầu tiên phải không? Dạ. Mẹ cho không? Dạ mẹ em không biết. Đi tới đây mà không báo cho mẹ biết. Dạ. Đúng không mẹ hả? Rồi giờ hiện giờ đuổi mẹ coi tivi rồi mẹ thấy ngồi trên này rồi kiếm con trai rồi sao? Dạ không sao. Không sao? Dạ. Rồi dẫn bạn trai về rồi nhà chịu không? Rồi không chịu rồi sao? Dạ không chịu chắc thôi. Rồi. Sao thôi? Không chịu mình phải tìm cách nào chứ, giờ không chịu rồi thôi. Dạ dạ đúng dạ. Rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ. Dạ. Mà nghe mà thấy sao? Tự nhiên mình yêu bạn gái tới mức mà chuẩn bị cưới xong dắt về, tự nhiên ba mẹ không đồng ý bạn. Vậy thôi luôn. Cái này hơi liều lĩnh. Hơi liều lĩnh đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn sở thích của bạn như thế nào về một cái người bạn đời của mình? Về cái nếu mà người bạn đời của em thì em nghĩ là cá tính, thứ hai là dịu dàng, thứ ba là tóc dài, thứ hai là phải biết nấu ăn. Tóc dài biết nấu ăn. Dạ. Và tôi chuyển về BMI, chuyển về tỷ lệ giữa cân nặng và chiều cao. Dạ. Cái gì khó hiểu. Tại vì em học bên kỹ thuật, bên em là hỏi cái gì phải có tiêu chuẩn hết. À. Tiêu chuẩn bạn gái giống như tiêu chuẩn máy bay. Thì cũng gần như vậy. Vậy đó hả? Dạ. Dạ, cái này khó rồi nha. Tự nhiên mình yêu người nào mình hỏi em đến đo coi chiều cao chiều thấp rồi coi kỹ thuật bò máy móc cái kia rồi sao. Ô, bên đó hơi khó. Giờ nè để bên đây á em khai thác hết rồi bên kia coi được không được trả lời luôn, chứ thấy tiêu chuẩn máy bay em đây theo cái nổ rồi máy bay cái nổ tay người ta đi dưới đất không à, ta mang dài chạy bộ đó. Bây giờ bên đó rồi là nấu ăn tóc dài thì tóc dài thì bây giờ một năm sau nó dài được chưa? Bây giờ biết nấu ăn không? Nhỏ xíu vậy chắc ăn không có sao nấu được. Dạ không, em nấu ăn rất là ngon. Ủa thiệt không? Dạ. Nấu được mấy món gì? Trứng lộn hay trứng chiên? Em có thể nấu nhiều món. Tại vì em ở trên em ở trọ nên là em có tự nấu ăn đúng đa không? Đa số là em nấu ăn. Rồi bây giờ em muốn cái người bạn trai em là người như thế nào? Em thích con trai nhìn vô hiền hiền chút. Hiền hiền? Dạ. Hiền là hiền sao? Nhìn vô bắt mắt mà mình nhìn vào là mình thấy anh ấy hiền. Bắt mắt lắm. Nhìn vô là hiền liền. Dạ. Cao thấp mập ốm gì không? Em thích con trai cao hơn em. Cao hơn em được, bên kia cũng thích gái lùn hơn vậy là được rồi. À, còn cái gì nữa không? Em thích con trai học Bách Khoa. Học Bách Khoa đúng luôn rồi, học Bách Khoa hồi nãy nghe nói học Bách Khoa luôn đó rồi ra học kỹ thuật rồi ra làm sửa máy bay rồi luôn đó nha. Tóm lại là bạn thấy những yêu cầu của bạn gái thì mình có thể đáp ứng được không? Nghĩ là phải đáp ứng được. Sẽ đáp ứng được. Nhưng mà cái vụ mà giống máy bay là tôi biết mình kia đáp ứng được không mà nhỉ? Cái vụ đó lạ lắm à. Chắc khó. Nghĩa là chắc mình, khó. Thì khi mà yêu nhau thì thấy mình những cái khuyết điểm gì mình phải bù đắp cho nhau bằng được. À, bạn quê ở đâu? Dạ em quê ở Đồng Nai. Đồng Nai. Tôi thấy bạn đây có chìa khóa gì mà nó lạ vậy? Dạ cái này là cái đồ dùng của em là khi em đi làm việc cũng như là một người bạn thân thiết em ơi. Mỗi khi em làm đi làm em cầm theo những để sửa những cái hỏng hóc như là sửa nhanh. Ý là nay bạn gặp bạn gái là con có gì mà sửa mà cái đó luôn. Vậy cũng đúng. Đúng đúng luôn hả? Bây giờ cho nhìn nha, cho nhìn cái trong 2 phút là biết sửa gì chứ gì. À dạ đúng rồi. Trời ơi trời, có đem theo đồ nghề không? Có gì. Coi chừng em pha sửa luôn á. Thôi bây giờ coi chị nè, giờ coi chị có gì sửa giùm chị trước đi, chị cảm ơn nè. Trời ơi cái gì kỳ vậy trời. Ông hạ cánh giùm tôi cái nha. Dạ em hạ cánh thôi. Đây chị.
Vậy có lớp theo chi? Đây là cái đồ nghề của em. Gõ đầu người ta hả? Chị dạ không, em nè, chỉ sửa máy bay thôi, còn người em sửa không được. Mà đây đâu có máy bay đâu mà đem vô đây mà sửa. Cái này là đi làm, món đi hay đi học, đi đâu em vẫn đem theo, phải sửa được xem ra nữa. Cứ thấy cái gì còn còn là dặn. Không dám chê nào. Chê nó sao nó chặn cái mỏ tôi lại nè. Không dám chê. Không chê con nào luôn. Trời ơi, sao bữa nay gặp toàn hàng độc không? Bạn có thần tượng ai để mình chọn yêu giống giống vậy không? Em thần tượng ca sĩ Mỹ Tâm. Mỹ Tâm hả? Mặt tôi kia giống Mỹ Tâm không? Coi thử coi nha. Thần tượng Mỹ Tâm. Bạn có thần nghệ sĩ nào không? Dạ không. Không có. Thích bạn... người thật chuyện thật. Thích người thật thật đúng không? Bây giờ cái tiêu chuẩn bạn ấy đề ra em có đáp ứng được không? Khó. Khó hả? Dạ. Để xem, nhìn nhau biết khó không? Khó mấy cũng vượt qua hết. Bên đó có biết đi ăn kem không? Bên đây thích đi ăn kem lắm á nha. Bên đây không thích ăn kem mà thích ăn cà rem được không? Rồi, chuẩn bị. Chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Mời màn kéo lên. Tôi tưởng cầm cái mỏ lớp chứ. Cầm bó hoa cũng được. Đầu tiên thì em cũng biết là đồng ý không, nhưng mà gặp mặt là cái duyên nên em phép xin tặng bạn. Cảm ơn. Hai phút bắt đầu. Bạn quê đâu? Em cùng quê với anh ở Đồng Nai. À Đồng Nai. Dạ. Hình như là bạn ăn rất là ngon đúng không? Dạ. Chắc cái dịp nào mình sẽ bếp thử rồi vài món được không? Tôi tiện anh đi chợ. Hồi là cuối tuần thường bạn thường có đi đâu chơi không? Dạ cuối tuần em về nhà. À về nhà. Là tính cuối tuần đủ đi ăn kem mà về nhà rồi. Chị về quê ăn kem. Ở Đồng Nai không có kem được rồi. Anh có thấy em thế nào? Chúng mày rất là hiền. Em không hiền đâu. À em thích đi phượt không? Thích. Ờ. Nghĩa là phải làm lên kế hoạch cho cái mùa hè sắp tới mà mình đi phượt được không? Chắc được. À được. Hết giờ. Mùa hè này em với anh đi phượt với anh Linh. Nha, chắc là đi phượt chứ. Chúng ta để tay vào nút bấm. Và bây giờ có 3 tiếng đếm để chúng ta quyết định là có hẹn hò với nhau hay không. Các bạn lưu ý nhé, sau 3 tiếng đếm nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ nhấn nút ngay. Và không đồng ý thì chúng ta sẽ không nhấn nút. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 Quanh đó là bất chấp hết hẹn hò đi quanh. Ở dưới, đến dưới ta để vậy. Tôi nói thiệt với hai bạn nha. Tôi không biết hai bạn hẹn hò không, mà thấy nhóm bạn của Oanh á ở dưới hồi hộp chờ đợi. Hẹn đi quanh. Mấy cô này muốn hẹn hết trơn rồi. À, đây nè. Bạn không phải đãi kem một người đâu mà đãi hết cái nhóm này nè. Đủ khả năng không? Đủ. Được ha. Coi như là tuần này thì đi về Đồng Nai ăn kem. Hè này là mình đi phượt. Đúng. Đi đâu nhớ báo chị anh Quỳnh Linh đi ké. Nha. Okay. Cảm ơn hai em rất là nhiều.